Cô xin chào các bạn học sinh lớp 5 thân mến. Chào mừng các con đến với bài giảng điện tử môn toán lớp 5. Hôm nay, cô sẽ mời các con tìm hiểu sang một đơn vị đo diện tích mới trong bài học mang tên Milimét vuông, bảng đơn vị đo diện tích. Nào, cô mời các con cùng cô đi vào tìm hiểu bài học này nhé. Trước khi đi vào bài mới, chúng ta cùng ôn lại bài cũ một chút nha. Bài của chúng ta là đề ca mét vuông, hecto mét vuông. Cô có bài tập như sau: đúng chọn đờ, sai chọn sờ. Câu hỏi đầu tiên, số 2010 hectomet vuông đọc là 2001 hectomet vuông, đúng hay sai vậy các em? Rất dễ đúng không? Kết quả của chúng ta là sai. Vậy thì đọc đúng nghĩa là gì? Số 2010 hectomet vuông đọc đúng phải là 2010 hectomet vuông. Các em đã hiểu chưa? Cô sang câu hỏi số 2. 12 hectomet vuông 5 đề ca mét vuông bằng 1205 đề ca mét vuông, đúng hay sai? Các bạn đã có kết quả chưa? Như vậy qua hai câu hỏi, bạn nào trả lời đúng được cả hai câu hỏi đó, cô gửi lời khen đến các em nha. Bây giờ cô mời các em bước sang bài mới hôm nay. Trong chuỗi kiến thức chúng ta học về đơn vị đo diện tích, thì bài hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về milimét vuông và bảng đơn vị đo diện tích. Mục tiêu của bài học hôm nay, các em sẽ được thầy cô giới thiệu về đơn vị milimét vuông, bảng đơn vị đo diện tích và đồng thời sẽ rèn cho các em kỹ năng thực hành. Bây giờ chúng ta đến với nội dung đầu tiên, đó là milimét vuông. Trên màn hình của cô là một ô vuông nhỏ. Bây giờ cô sẽ phóng to ô vuông này lên. Đây chính là 1 cm vuông. Ô vuông này cô sẽ chia như sau. Cô chia theo chiều dọc là 10 phần và chiều ngang là 10 phần. Như vậy chúng ta sẽ có 100 phần. Và một ô vuông nhỏ như thế này, đó chính là 1 mm vuông. Như vậy ta có thể thấy hình vuông 1 cm vuông gồm 100 hình vuông 1 mm vuông. Cô nhắc lại nha. Hình vuông 1 cm vuông ta có thể chia ra được 100 hình vuông 1 mm vuông. Như vậy nói cách khác, 1 cm vuông thì bằng 100 mm vuông. Và ngược lại, 1 mm vuông bằng 1 phần 100 cm vuông. Như vậy có thể khẳng định milimét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 mm. Và milimét vuông được viết tắt là hai chữ M liền nhau, có số mũ là 2, nằm phía trên của chữ M đứng sau. Cô nhắc lại nha. Milimét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 mm. Milimét vuông được viết tắt là hai chữ M viết liền nhau và có số mũ là 2, nằm phía trên chữ M đứng sau. 1 cm vuông bằng 100 mm vuông và 1 mm vuông bằng 1 phần 100 cm vuông. Các bạn nhớ được chưa nào? Bây giờ cô sẽ giới thiệu các em bảng đơn vị đo diện tích. Đây, bảng kẻ sẵn và đơn vị đứng ở giữa sẽ là mét vuông. Lớn hơn mét vuông, chúng ta có km vuông, hectomet vuông và đề ca mét vuông. Ở đây cô cũng nhắc lại cho các em nhớ, hectomet vuông còn có tên gọi là gì? Đó chính là hecta nha các bạn. Bé hơn đơn vị mét vuông thì chúng ta có decimet vuông, cm vuông và milimet vuông. Nào, bây giờ các bạn hãy đọc cùng với cô bảng đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé nha các em. Km vuông, hectomet vuông, đề ca mét vuông, mét vuông, decimet vuông, cm vuông, milimet vuông. Bây giờ chúng ta sẽ đọc ngược lại từ đơn vị bé đến đơn vị lớn. Milimét vuông, cm vuông, decimet vuông, mét vuông, đề ca mét vuông, hectomet vuông, km vuông. Vậy thì giữa các đơn vị này có mối quan hệ như thế nào? Cô mời các em quan sát tiếp. 1 km vuông thì bằng 100 hectomet vuông. 1 hectomet vuông bằng 100 đề ca mét vuông. Tương tự như vậy, bạn nào có thể giúp cô hoàn tất các phần còn lại của bảng đơn vị nào? Các em sẽ dễ dàng làm được đúng không? Chúng ta sẽ có 1 đề ca mét vuông bằng 100 mét vuông,
1 mét vuông bằng 100 dm vuông. 1 dm vuông bằng 100 cm vuông. 1 cm vuông bằng 100 mm vuông. Như vậy qua đây các bạn có thể so sánh cho cô. Đơn vị đứng trước thì gấp bao nhiêu lần đơn vị đứng liền sau tiếp liền với các em? À, chúng ta dễ dàng trả lời. Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Ngược lại, nếu chúng ta đổi ngược từ đơn vị bé ra đơn vị lớn thì sẽ như thế nào? Cô mời các em quan sát tiếp trên màn hình. 1 mm vuông bằng 100 cm vuông, 1 phần 100 cm vuông. 1 cm vuông bằng 1 phần 100 dm vuông. 1 dm vuông bằng 1 phần 100 m vuông. Cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ có những số liệu tiếp theo. 1 mét vuông bằng 1 phần 100 dm vuông. 1 dm vuông bằng 1 phần 100 hectomet vuông. 1 hectomet vuông bằng 1 phần 100 km vuông. Bạn nào có thể cho cô nhận xét nào? Mỗi đơn vị đo diện tích thì sẽ bằng bao nhiêu lần đơn vị lớn hơn tiếp liền các em? À, chắc chắn các bạn sẽ dễ dàng trả lời đúng không? Mỗi đơn vị đo diện tích bằng 1 phần 100 đơn vị lớn hơn tiếp liền. À, các bạn nắm được chưa nào? Ở đây cô muốn nhắc lại cho các em về cái cách đổi đơn vị. Ở những bài trước thầy cô đã hướng dẫn các em cách đổi rồi, tuy nhiên hôm nay cô vẫn nhắc lại cho các em nhớ. Ví dụ các bạn muốn đổi 56 mét vuông ra dm vuông, các em sẽ làm sao? Nhìn vào bảng đơn vị chúng ta thấy 1 mét vuông thì bằng 100 dm vuông. Như vậy chúng ta sẽ lấy 56 nhân lên với 100 thì ta sẽ được là 5.600 dm vuông. Trường hợp thứ hai, 7 hectomet vuông, 5 dm vuông, chúng ta muốn đổi ra dm vuông. Thì ở đây các bạn cũng lấy 7, chúng ta sẽ nhân với 100. Vì sao? Vì 1 hectomet vuông thì bằng 100 dm vuông. Như vậy 7 hectomet vuông chúng ta sẽ nhân 100 thì được 700 và cộng thêm với 5 dm vuông nữa, như vậy chúng ta sẽ được là 705 dm vuông. Trường hợp thứ ba, 800 cm vuông, ta muốn đổi ngược về đơn vị lớn dm vuông thì ta làm sao nào? À, chúng ta sẽ lấy 800 và chia cho 100, ta được 8 dm vuông. Như vậy các bạn đã nắm được cách đổi chưa? À, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào phần luyện tập thực hành nha các em. Bài 1, đọc các số đo diện tích sau. À, trên màn hình của cô đã hiện ra 3 số đo diện tích. Nào, các bạn hãy suy nghĩ trong vòng 1 phút và chuẩn bị cho cô câu trả lời nha. Bạn nào đọc cho cô số đầu tiên? Rất dễ đúng không các em? À, chúng ta sẽ đọc là 29 mm vuông. Số thứ hai chúng ta đọc là 305 mm vuông. Số thứ ba, à các bạn dễ dàng đọc 1.200 mm vuông. Cảm ơn các em rất nhiều nha. Chúng ta sang bài tập B, viết các số đo diện tích 168 mm vuông. Các bạn sẽ viết như thế nào? Rõ ràng không khó khăn với các bạn lắm đâu. Chúng ta sẽ viết được là 168 mm vuông. 2.310 mm vuông, các bạn sẽ viết như thế nào? À, dễ dàng thôi, chúng ta sẽ viết được là 2.310 mm vuông. Như vậy bạn nào làm đúng được các bài tập giống như cô trên bảng, cô gửi lời khen các em nha. Cô mời các em sang bài tập số 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. À, trên màn hình của cô đã hiện ra các dãy số đơn vị đo diện tích. Các em hãy thực hành đi nào. Cô cho các em thời gian là 2 phút nha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Nào, bây giờ chúng ta cùng kiểm
tra kết quả nha các em. Kết quả đầu tiên 500 mm vuông. 12 km vuông chúng ta được 1.200 hectomet vuông. 1 hectomet vuông bằng 10.000 mét vuông. 7 hectomet vuông bằng 70.000 mét vuông. 1 mét vuông bằng 10.000 cm vuông. 5 mét vuông bằng 50.000 cm vuông. 12 mét vuông 9 dm vuông. Ta được kết quả 1.209 dm vuông. 37 dkm vuông 24 mét vuông, ta được kết quả 3.724 mét vuông. Bạn nào làm được giống cô nào? À, chúng ta vỗ tay tuyên dương bạn nha. Mời các bạn đến với bài B. Nào, chúng ta cùng làm bài tập B đi các em. Các bạn đã có kết quả chưa? Nào, chúng ta cùng sửa bài nha. Bài đầu tiên 800 mm vuông chúng ta được 8 cm vuông. 12.000 hectomet vuông các em được kết quả là 120 km vuông. 150 cm vuông chúng ta sẽ được 1 dm vuông và 50 cm vuông. 3.400 dm vuông các em được kết quả là 34 m vuông. 90.000 m vuông bằng 9 hectomet vuông. 2.010 m vuông bằng 20 dkm vuông, 10 mét vuông. Bạn nào làm được giống như cô nào? À, bạn nào làm đúng hết như vậy. Rất là giỏi ha, cô gửi lời khen các em. Như vậy các bạn biết là khi ta học về đơn vị đo diện tích thì ứng dụng của các đơn vị này trong cuộc sống như thế nào? À, đối với những đơn vị lớn hơn mét, lớn hơn mét vuông, ví dụ như km vuông, hecta, dkm vuông, thì người ta thường dùng để đo ruộng đất. Đơn vị mét vuông dùng để đo nhà cửa, sân, bảng lớp, vân vân. Còn những đơn vị nhỏ hơn mét vuông thì chúng ta dùng để đo những đồ vật có diện tích nhỏ hơn, ví dụ như là mặt bàn nè, cánh cửa nè, quyển sách nè, vân vân. Và cô hy vọng rằng qua bài học này các bạn có thể ứng dụng vào trong cuộc sống, chúng ta sẽ biết cách đo và đọc được các số liệu, các đồ vật trong cuộc sống của mình nha. Để củng cố lại phần kiến thức hôm nay, cô có một cái trò chơi nhỏ, đó là ai nhanh ai đúng. Nào, chúng ta cùng tham gia. Bài đầu tiên, 18 cm vuông bằng bao nhiêu dm vuông các em? Rất dễ đúng không? À, kết quả của chúng ta là câu A, 18/100 dm vuông. Bạn nào làm đúng chúng ta được. Câu hỏi thứ hai, 1.208 hectomet vuông bằng bao nhiêu km vuông và hectomet vuông? Kết quả của chúng ta là câu B, 12 km vuông và 8 hectomet vuông. Và câu hỏi cuối cùng, 5 dm vuông 4 cm vuông bằng bao nhiêu cm vuông các em? Các bạn dễ dàng nhận ra đúng không? À, đó. Về nhà các bạn nhớ làm lại bài tập những chỗ nào các bạn còn chưa hiểu rõ hoặc là chưa xong thì chúng ta cố gắng hoàn tất và chuẩn bị bài lần sau, đó là bài luyện tập ở K28-29. Đây là bài cô đã chụp từ sách giáo khoa để các em có thể tham khảo xem trước và chuẩn bị bài cho tốt để lần sau chúng ta học hiệu quả hơn. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn học giỏi nha. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Trái đất là của chúng mình. Quả bóng xanh, bay như trời xanh, hồ cô.